Theo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho thấy, một mẫu trà xanh và nước uống tại cửa hàng Loteria ở địa chỉ số 1 Núi Trúc, phường Kim Mã, Hà Nội, nhiễm vi khuẩn đường ruột có khả năng gây tiêu chảy. Cụ thể, một mẫu nước trà xanh có hàm lượng coliform vượt ngưỡng cho phép, một mẫu nước uống milk cacao có hàm lượng enterobacteriaceae cũng vượt giới hạn quy định. Trong đó, vi khuẩn coliform được xem là chỉ số đánh giá ô nhiễm phân trong nguồn nước và các thực phẩm. Còn khuẩn enterobacteriaceae là một họ vi khuẩn đường ruột gồm nhiều vi khuẩn khác nhau và đều có khả năng gây tiêu chảy. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn của cơ sở theo quy định của pháp luật.